Kính thưa quý vị, Felix Baumgartner, người Áo nhảy vào tầng bình lưu từ một quả bóng lơ lửng trên không gian cách mặt đất 24 dặm vào ngày Chủ nhật vừa qua và tiếp đất an toàn, phá vỡ kỷ lục thế giới về nhảy tự do từ đầu cao nhất và xuyên qua bức tường âm thanh. Tiếng reo hò vang dậy khi Felix Baumgartner, 43 tuổi, đã nhảy ra khỏi dàn trượt trên một quả bóng mỏng khổng lồ làm bằng sợi thủy tinh và chắc dẻo từ độ cao 128.000 feet. Đám đông hò reo, chúng tôi yêu bạn Felix, tại địa điểm nhảy rơi tự do của ông ở Roswell, New Mexico. Baumgartner xuyên thủng bầu không khí quyển với vận tốc là 833,9 dặm một giờ, được xác nhận chính thức bởi Liên đoàn Quốc tế Aeronautics. Với tốc độ mới đạt được này, Baumgartner đã trở thành nhà nhảy tự do đầu tiên phá vỡ tốc độ âm thanh là 690 dặm một giờ. Như vậy, Baumgartner đã thiết lập một kỷ lục thế giới bao gồm nhảy tự do ở độ cao nhất, rơi tự do dài nhất, không cần dù và đạt tốc độ rơi nhanh nhất. Baumgartner tiếp đất an toàn và giang tay chào chiến thắng chỉ sau khi tiếp đất. Cha mẹ của anh cũng bay từ châu Âu sang, có mặt tại New Mexico, Hoa Kỳ để xem cú biểu diễn nhảy tự do của anh. Bạn gái anh cũng đã có mặt tại đây. Tại một cuộc họp báo, Baumgartner cho biết, khi đang đứng trên đỉnh cao của thế giới, điều duy nhất anh quan tâm là mong ước còn sống vì không muốn chết trước mặt cha mẹ và người yêu. Anh nói rằng, đôi khi bạn cần ở độ cao thực sự để biết con người ta nhỏ bé thế chừng nào. Baumgartner đã có một sự nghiệp nhảy tự do bao gồm cả nhảy qua eo biển Anh và nhảy dù khỏi tháp đôi Petronas ở Malaysia. Baumgartner đi lên vào tầng bình lưu mất khoảng 2 giờ rưỡi. Kinh khí cầu chứa 850 triệu mét khối khí và chỉ dày bằng 1/10 túi nhựa.